Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Rukvi chia sẻ với mọi người về cái vấn đề là con chó bản lĩnh hay là con chó hoang dã. Mọi người thích cái con chó như thế nào và làm thế nào để mà chúng ta sẽ hướng cái con chó của chúng ta theo cái hướng bản lĩnh hay là cái hướng hoang dã. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhá. Vì gần đây là mình thấy ở trên Facebook mọi người có nói phàn nàn, nhiều người phàn nàn về cái việc là con chó nó lớn rồi mà nó vẫn chưa nghe thấy nó sủa bao giờ, hoặc là cái việc mà dắt con chó ra bên ngoài, ra khỏi cổng thì con chó nó trở nên nhút nhát. Gặp những cái con chó khác dù nó rất là nhỏ, nó cũng con chó của chúng ta nó cũng e ngại, dù nó rất là to, nó 40 50 cân hoặc là có thể là hai mấy ba chục cân, nhưng mà nó gặp những cái con chó nó chỉ có vài cân thì nó cũng sợ, nó chạy. Thì cái câu chuyện ở đây là khi mà mọi người hỏi cái đấy, cái việc mà để cải thiện cái tình trạng ấy thì có hai cái xu hướng tư vấn, và một mình thấy nhận thấy một cái vấn đề rất là nguy hiểm và rất là sai lầm. Là có một cái phần đông mọi người hướng dẫn là gì? Là hãy nhốt con chó vào, tránh cho tiếp xúc với lại nhiều người. Nhốt để cho nó giữ lên. Nhưng đấy là một cái sự sai lầm và một cái rất là nguy hiểm và một cái sự hiểu nhầm rất là nghiêm trọng về cái việc là con chó giữ. Mọi người đã hiểu lầm giữa cái việc con chó hoang dã và con chó bản lĩnh. Đấy là hai cái khái niệm nó khác nhau hoàn toàn, một trời một vực. Thì cái con chó bản lĩnh hay là con chó hoang dã nó đều có cái biểu hiện giống nhau, là khi mà gặp cái nguy cơ, cái mối đe dọa thì con chó nó đều sủa, nó đều phản ứng dữ dội, sù lông này kia, nhưng nó vẫn là có một cái sự khác nhau các bạn nhé. Con chó bản lĩnh ấy nó sẽ đứng yên để nó sủa đe dọa, nó đứng yên nó theo dõi trước khi nó sủa, và khi nó sủa đe dọa thì nó cũng sủa sù lông nhưng nó đứng yên để nó sủa nhé. Còn con chó hoang dã nó sẽ tụt lùi để nó sủa, và nếu chạy được con chó hoang dã chắc chắn nó sẽ chạy. Đấy là mọi người nhớ một cái sự khác nhau rất là lớn, và còn chưa nói đến câu chuyện ở đây là con chó hoang dã nó rất là nguy hiểm cho cộng đồng, kể cả là người chăm ở trong người nhà, không phải là ai cũng có thể gần được con những cái con chó hoang dã đâu. Cho nên là cái việc mà giữ cho con chó hoang dã là cái việc mọi người phải hết sức cân nhắc, là nếu mà mọi người muốn cho con chó của mình nó trở nên hoang dã, nó sẽ phát sinh rất nhiều thứ, nó sẽ chỉ thích hợp với việc ở trong xưởng hay là ở trong những cái chỗ nào đấy mà không có người vào. Ok, thì mỗi một con chó một mục đích, có thể là cái người chủ sẽ muốn hướng nó đến cái mục với cái, có những con chó cái người chủ sẽ không muốn, nó không có thân thiết gì với ai cả, chỉ có duy nhất cái người chủ thôi, thì ok, có thể chấp nhận trong cái trường hợp đấy là chúng ta sẽ đưa ra những con chó hoang dã. Nhưng các bạn phải hiểu là hoang dã và bản lĩnh nó khác nhau hoàn toàn. Con chó bản lĩnh luôn luôn sẽ làm tốt hơn con chó hoang dã, nó thân thiện hơn nhưng nó lại làm tốt hơn là con chó hoang dã. Nhưng mà tất nhiên là cái câu chuyện ở đây là cái con chó bản lĩnh thì để mà tạo ra được một con chó bản lĩnh nó rất là khó. Nó từ cái gốc của nó là từ gen giống rồi, rồi sau đấy là cái quá trình nuôi. Ok, nhưng mà cái gen giống nó là một cái rất là quan trọng ở trong cái quyết định cái tính cách của con chó nó nhút nhát hay là con chó nó dạng chó, hay là gọi là con chó bản lĩnh. Còn bản lĩnh nó phải qua rèn luyện và nó phải có một cái sự định hướng để ra được một con chó bản lĩnh. Thì cái đầu tiên mà mình muốn nói với mọi người là cái sự sai lầm ở trong cái việc là chúng ta muốn cái con chó của chúng ta sủa nhưng mà chúng ta lại đi theo hướng để tạo ra những con chó hoang dã. Cái đấy là mọi người phải hết sức là lưu ý. Ok, vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn là làm thế nào để tạo ra một con chó hoang dã trước đi, rồi sau đấy sẽ làm thế nào để mà
định hướng con chó thành một cái con chó nó bản lĩnh. Bản lĩnh thì rất nhiều người thích. Nhưng mà nó sẽ khó làm. Hoang dã thì nó sẽ dễ làm hơn, cho nên là mình sẽ nói trước và nó cũng là một cái sai lầm mà mọi người hay mắc phải. Ok, Nano cứ đuổi lên, cho Nano lên luôn. Thì đầu tiên là để tạo ra một con chó hoang dã thì nó rất là dễ dàng. Mọi người chỉ cần làm gì? Cho con chó ít tiếp xúc với người. Tức là muốn nó hoang dã cho nó lên rừng ở theo kiểu là như thế. Nhưng mà ở tại nhà cũng có thể làm được cái việc ấy, là nhốt nó suốt rồi tránh không cho tiếp xúc với bất kỳ ai. Không cho gần gũi với người, chỉ có gần gũi với những cái người chăm thôi. Thì nó một thời gian rất ngắn sau, con chó nó sẽ không biết cái gì cả. Và nó không gần gũi với người thì nó sẽ trở nên hoang dã. Và cái quan trọng là nó sẽ chẳng hiểu cái gì cả. Chúng ta nói nó cũng chẳng hiểu gì đâu. Bởi vì là nó không được học, nó không được tiếp xúc với người. Thì nó sẽ thành ra cái con chó hoang dã. Và khi như thế thì thường nó sẽ tạo ra những cái con chó là nó hung hăng hoặc là nó nhút nhát. Trong cái trường hợp nó nhút nhát thì nếu mà ai mà vào nhà nó thì chả làm gì nó cũng sợ rồi, thì nó cũng sủa các bạn. Chứ không phải là vì nó thấy nguy cơ mà phải làm cái gì, phải đe dọa nó này kia thì nó mới sủa đâu. Nào, đi nào lên đây. Cho Nano xuống, cho Nano lên nhá. Nano buồn ngủ quá rồi. Ok, nói tiếp. Thì con chó nó sợ hãi những cái rất là không đâu, nó cũng sẽ sủa. Chả ai làm gì nó cả, nó cũng sủa. Con chó nó hung hăng quá, cũng chẳng ai làm gì nó cũng sủa. Nó khác nhá. Đấy là cái con chó xếp tụ nó là con chó hoang dã. Hoang dã tức là chưa được thuần hóa, cái độ thuần của nó không cao. Thuần người không cao và không hiểu ý người. Và không có cái sự liên hệ tương tác với lại cái con người cần thiết. Đúng nghĩa của một con chó nhà. Con chó nhà là nó phải hiểu ý người, nó phải thế nọ thế kia. Thế cho nên là mình nói đấy là một cái sai lầm. Con chó hoang dã, và con chó hoang dã thì nó rất là nguy hiểm. Mọi người sẽ về cái việc rất nhiều chỗ, rất nhiều hội, chứ không phải riêng gì hội rốt, rất nhiều hội đều có cái tư vấn để cho con chó nó dữ hơn bằng cái cách đấy, tạo ra một con chó hoang dã. Sai lầm là mọi người phải nhớ cái đầu tiên, cực kỳ nguy hiểm. Còn cái thứ hai mà chắc hẳn là mọi người, tất cả mọi người đều sẽ quan tâm, là làm sao để ra một cái con chó bản lĩnh. Một con chó nó biết bảo vệ lúc cần thiết, biết trông nhà lúc cần thiết, còn bình thường nó lại thân thiện. Và nó sẽ hiểu chúng ta, nó yêu chúng ta. Ok, thì cái câu chuyện ở đây, để ra một cái con chó bản lĩnh, cái quan trọng nhất nó là cái nguồn gen là chúng ta sẽ lựa chọn ban đầu rồi. Con chó nó như người ấy. Ở người ấy, thì nó sẽ có những cái người thông minh, có những cái người, cái thần kinh của người ta nó vững, nó là cả một dòng họ, nó là cái sự di truyền. Ở cái tim khỏe thì nó sẽ ra cái thần kinh khỏe. Ok, đấy là ở con người. Hay là về cái sức khỏe cũng như vậy, cái tính cách cũng như vậy. Cái tim khỏe nó ra cái tính cách, nó có thể chịu được cú sốc, hay là nó không e ngại những cái trường hợp này kia. Đấy, nó là cái vấn đề về cơ thể đấy, chứ không phải là rèn luyện nó cũng sẽ tạo ra được. Tí mình sẽ nói về cái rèn luyện, nhưng cái đầu tiên quan trọng nhất là nó là ở cái rèn giống, nó đầu tiên đã. Những con chó nhát thì khó đẻ ra được những cái con chó bản lĩnh lắm. Đấy là cái câu chuyện đầu tiên, nó là về cái gen giống. Thì cái gen giống này nó sẽ khó ở cái là khi mà chúng ta đã chọn rồi ấy. Hoặc là cái khi chúng ta chọn rồi thì làm thế nào để mà được cái gen chúng ta đã chọn, một cái gen nó không phải là được tốt lắm, thì làm thế nào để cải thiện nó, thì là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai là làm sao để mà chúng ta sẽ định hướng cái con chó của chúng ta theo cái hướng là một cái, nó sẽ tạo ra một con chó bản lĩnh chứ không phải là một con chó hoang dã. Nó vẫn biết bảo vệ và nó cũng có một cái sự can đảm đạt được một cái mức độ nào đấy. Nhưng nó không phải là con chó nhát, mọi người có thể hiểu như vậy. Thì cái việc này nó cần một thời gian dài, và cái cách làm nó cũng không phải là khó khăn gì đâu. Mọi người sẽ gần gũi với con chó của mình nhiều, và mọi người phải có cái sự bao dung với nó. Trong cái trường hợp
Khi chúng ta đã gần gũi với con chó của chúng ta nhiều này, con chó nó tự gắn kết với chúng ta, chúng ta sẽ đưa con chó ra ngoài hay là cho nó tiếp xúc với những cái gì đấy mới lạ nó chưa gặp lần nào, thì ở lần đầu tiên có thể con chó nó sẽ sợ hãi, có thể nha, không phải con nào nó sợ đâu. Nhưng nếu trong cái trường hợp nó sợ hãi thì chúng ta phải biết trấn an nó. Chúng ta phải coi cái việc ấy nó là một cái việc rất là bình thường, như là trẻ con ấy, nó đi đâu lần đầu tiên nó cũng e ngại, nó rụt rè chứ, có phải đứa nào nó cũng dạn đâu, có phải đứa nào nó cũng chơi tung tăng đâu. Cho đi chơi nhiều thì nó sẽ dạn lên, và chúng ta sẽ định hướng cho nó là trong cái trường hợp mà nó không có cái gì nguy hiểm cả mà con chó nó sợ hãi thì chúng ta phải trấn an nó bằng lời nói, rồi bằng cái thái độ của chúng ta, chứ không phải chúng ta hằn học nó để mà chúng ta chửi mắng nó rồi thất vọng rồi thế này thế kia. Những cái thái độ đấy là không nên có, mà chúng ta hãy coi cái việc mà con chó nó sợ hãi đấy là việc đương nhiên. Khi mà nó ra ngoài lần đầu tiên thì con chó nó sẽ sợ hãi, bởi vì nó còn chưa biết cái đấy nó là cái gì, nó ra lần đầu tiên thôi. Ok, với những cái con dạng ấy, gọi là con chó nó có cái bản lĩnh, nó gọi là mang tính chất từ gen di truyền ấy, thì lần đầu tiên nó lạ, ok, lần thứ hai nó đỡ lạ hơn, và lần thứ ba nó quen thuộc luôn. Nó sẽ khác biệt một cái là nó sẽ cập nhật cái tình hình rất là nhanh, nó thích nghi rất là nhanh với cái mới. Còn với những cái con chó cái gen của nó mà nó không được, cái thần kinh nó không được phải là ở cái diện tốt lắm, thì có thể là đến lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 10, ok, nó cũng sẽ lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 10 nó cũng sẽ thích nghi với lại cái mới đấy. Và khi nó hiểu là cái mới đấy nó không nguy hiểm thì nó cũng không phải e ngại gì cả. Hay là khi nó hiểu là giả sử như là trong trường hợp mà con chó con nó dọa đi, nếu mà chủ cùng ở đấy, chủ ok trấn an nó, chủ đuổi con chó con đi, thì cái con chó của chúng ta nó sẽ hiểu là đấy đấy, đuổi đi là nó hết cái nguy hiểm, nó đã hết rồi, không việc gì phải sợ cả, mình có thể đuổi nó được mà, theo kiểu như thế. Chứ những cái con như thế có thể là nó gặp chó con là nó sợ, là bởi vì sao, là bởi vì nó có thể là ở nhà chúng ta có những con chó con, và khi mà chúng ta thấy cái con chó to của chúng ta nô với con chó con thì chúng ta lại quát con chó to, bởi vì chúng ta sợ là con chó to làm đau con chó con. Khi đi ra ngoài nó nhìn thấy chó con là nó lại hiểu là cái con này là không sợ vào được, bởi vì nó cứ sợ vào lần nào chủ chửi lần đấy, sợ vào lần nào chủ quát mắng lần đấy, thì nó lại thành ra một cái là nó nhìn con chó con nó lại sợ. Bởi vì sao? Bởi vì như nếu mà nó mà làm gì con chó con nó làm phật ý chủ, tốt nhất là tránh xa con chó con ra, theo kiểu như vậy. Đấy, nó cũng có thể nó là một cái tình huống là sẽ có những cái người gặp. Còn bình thường mà nói thì chó cạnh nhà, nó ra khỏi nhà nó kinh rồi, ra khỏi nhà nó là nó thiếu tự tin rồi, thì chúng ta sẽ phải có một cái sự bao dung, và chúng ta phải có cái ứng xử hợp lý, chứ không phải là đe dọa nó hay là này kia, kích thích nó, tăng cái sự tự tin lên. Mọi người mà xem các cái video mà mình cho con chó đi bơi ấy, khi mà con chó nó còn đang e ngại, nó không dám xuống, nó chỉ sát ở mép nước thôi, thì phải cổ vũ nó, tiến lên, xuống đi, giỏi, tiến lên, theo kiểu như vậy. Chúng nó sẽ hiểu, và cái việc mà chúng ta nói, chúng ta phải nói là rất là thật. Theo cái suy nghĩ của chúng ta thì cái con chó nó sẽ hiểu là chúng ta cổ vũ nó, chứ không phải là nói một kiểu một cái sắc thái biểu cảm khác nhau, nó sẽ ra cái khác nhau nhé, nó ra cái ý nghĩa khác nhau. Một chó nó hiểu đấy. Nên là mọi người mà nếu mà gặp những cái con chó mà nó đang bị nhút nhát hay gì đấy, thì đầu tiên, việc đầu tiên là mọi người sẽ gần gũi với con chó của chúng ta nhiều hơn. Và việc thứ hai là nó nhát ở chỗ nào thì chúng ta đưa nó đi ở chỗ đấy để mà chúng ta khắc phục. Sau vài lần thì con chó nó sẽ, cái sự tự tin nó sẽ tăng lên, nó sẽ hiểu được cái vấn đề là cái kia nó không có cái gì nguy hiểm cả. Cái con chó con kia nó sủa dọa kệ nó, không có cái gì, nó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Nếu cái việc trong trường hợp xử lý với những cái trường hợp mà con chó con mà hay là một cái con chó khác mà nó dọa, những con chó thả rông là chó ta nhiều khi có thể là nó mười mấy hai chục cân, con chó của chúng ta nó có thể 30 cân, ok, nhưng nó vẫn là con chó con. Thì nếu mà nó gặp cái con chó mà nó dọa ai thì chúng ta có thể trấn an nó và quát con chó dọa này đi vào, rồi bảo con chó của chúng ta đi, chúng ta đi, việc của chúng ta cứ đi. Thì vài lần như thế con chó của chúng ta nó sẽ hiểu là cái mấy cái con kia nó dọa nó chả có gì đáng sợ. Còn khi dần dần như thế nó sẽ tăng dần lên, từ mức là
nó hiểu là cái đấy là không nguy hiểm, rồi đến có những cái lần mà nó sẽ đe dọa để những cái con chó kia thì nó sẽ tăng cái sự tự tin của nó lên. Đấy là cái mà trong cái trường hợp mà có cái mối đe dọa. Còn nếu mà trong trường hợp mà con chó của chúng ta nó chủ động nó dọa thì chúng ta lại phải nắn nó nhé. Bởi vì khi thế là con chó của chúng ta nó hung hăng rồi. Cái con chó nó đi ngoài đường mà nó chả làm gì con chó của chúng ta cả mà con chó của chúng ta lại đi lại dọa nó thì là đấy là con chó chúng ta nó hung hăng, là chúng ta lại phải nắn nó là sai, không được, không có theo kiểu dọa linh tinh hết được. Còn nếu mà con chó thả rông ở ngoài đường mà nó dọa con chó của chúng ta thì chúng ta phải ủng hộ cái việc con chó của chúng ta dọa lại, chứ không thể để cho nó sủa vớ va vớ vẩn thế vậy được nha. Hoặc là quay đi nhưng không được e ngại gì cả. Đấy thì là chia sẻ với mọi người cái định hướng làm sao để mình nuôi ra những cái con chó mà nó không có bị nhát chó, và nó bản lĩnh, nó can đảm. Ai cũng thích những con chó can đảm cả, những con chó tình cảm, những con chó thân thiện và những con chó can đảm. Thì ở cái việc là mọi người đã có một cái con giống, một cái con chó với cái gen giống tốt thì mọi người làm cái việc đấy nó sẽ đơn giản thôi. Hoặc có thể chẳng cần làm, tự chúng nó học được. Nhưng mà với những người mà với những cái con chó của chúng ta nuôi mà nó ở cái mức thần kinh nó kém hơn một chút thì chúng ta sẽ bỏ nhiều thời gian ra hơn để chúng ta giúp định hướng cho cái con chó của chúng ta. Còn trong cái trường hợp mà nếu mà chúng ta không định hướng được vào những con chó quá nhát đấy thì thôi cũng vui vẻ. Chỉ cần cái con chó của chúng ta nó yêu chúng ta và ở nhà chúng ta, khi nó ở nhà nó tự tin thế là được. Chứ ra đường thì thôi, nó nhát thì thôi cũng phải chịu. Nhưng mà cái việc chúng ta nuôi một con chó là chúng ta cần nó ở nhà, nó để nó bảo vệ, để mà nó đánh tiếng khi mà có động hay là thế này thế kia, hoặc có thể đơn giản là chỉ để dọa ma thôi cho người ta nhìn thấy là nhà này nó có chó thế này thế kia. Ok, thì chỉ cần nó ở nhà nó tự tin. Trong cái trường hợp mà ra ngoài mà mãi nó vẫn nhát không thể cải thiện được thì thôi ở nhà nó tự tin và nó yêu chúng ta thế nào được. Ok, chúc mọi người nuôi chó vui khỏe, và ai mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh theo dõi nhé. Mọi người mà có góp ý gì thì chúng ta sẽ để lại bình luận ở dưới video. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again. Wow, Nina giỏi thế, Nina biết luôn là quay video hết này. Thank you and see you again, Nina nhảy xuống này. Đòi lên bằng được, rồi lên trên này, rồi nóng, rồi lại đòi nhảy xuống. Hả? Thơm nhau cái nào rồi xuống. Ok xuống nhá. Chào mọi người.